sở hữu nhiều danh xưng như thành phố đầu biển cuối sông, thành phố bên sông Hàn, thành phố của những cây cầu, thành phố của những sự kiện và lễ hội, thành phố đáng sống. Đằng sau mỗi tên gọi là một câu chuyện đặc biệt. Tất cả dường như đã kiến tạo nên hình ảnh Đà Nẵng ngày nay, là một trong những đô thị đáng sống bậc nhất thế giới. Centripoint Đà Nẵng khẳng định vị thế độc quyền duy nhất khi sở hữu vị trí đắc địa nằm trên địa bàn quận Hải Châu, là trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ của thành phố Đà Nẵng. Chính vì vậy, cư dân thuộc dự án Centripoint Đà Nẵng thụ hưởng trọn vẹn các tiện ích đẳng cấp của một đô thị hiện đại như cách trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng khoảng 800m, cách các chợ du lịch trung tâm của thành phố khoảng 1.500m, cách Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khoảng 500m, cách các trường tiểu học chưa đến 1km, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5km, cách các hệ thống ngân hàng, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn nổi tiếng của Đà Nẵng từ 1 đến 2km. Giữa thành phố Đà Nẵng yên bình thơ mộng như bức tranh kiệt tác của người nghệ sĩ tài hoa, Centripoint Đà Nẵng nối dài kỳ nghỉ bất tận nhờ kế cận các địa điểm du lịch hàng đầu. 1 phút đến bến du thuyền, bảo tàng mỹ thuật. 5 phút đến công viên Biển Đông, Cầu Rồng. 10 phút đến biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế Đà Nẵng. 30 phút đến chùa Linh Ứng, Bà Nà Hills, Bà Nà Hills Golf Club, Cù Lao Chàm, núi Thần Tài, bán đảo Sơn Trà. Thưởng lãm tầm view tuyệt cảnh tại bể bơi vô cực trên cao và không gian Sky Bar ấn tượng chưa từng có. Nếm hương vị tinh hoa ẩm thực thế giới hòa quyện với nét bản địa trong không gian sang trọng của nhà hàng 5 sao. Kiến tạo mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện với hệ thống phòng gym hiện đại, thiết bị nhập khẩu theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt là bãi đỗ xe thông minh được thiết kế dạng block thép cao 4 tầng. Giữa sắc màu rực sáng của thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam, Centripoint Đà Nẵng là tác phẩm nghệ thuật được hòa quyện giữa bản sắc dân tộc Việt Nam và phong cách kiến trúc hiện đại của Nhật Bản, kết hợp hài hòa cùng Hàn Quốc, Đức. Mỗi căn hộ Centripoint Đà Nẵng là một tác phẩm tinh tế, được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết theo phong thủy vườn khí. Với 22 tầng, trong đó 172 căn hộ giới hạn, một dự án đang hoàn thiện với nhiều tiện ích, môi trường sống thuận lợi là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để sở hữu căn hộ cũng như đầu tư sinh lãi hiệu quả nhất, với một mức giá vô cùng hợp lý cho từng loại căn hộ phù hợp theo từng nhu cầu của khách hàng, là tài sản khẳng định vị thế của giới thượng lưu, kiến tạo một cộng đồng ưu tú có chất riêng, viết lên một trang mới đầy danh vọng giữa trung tâm thành phố. Centripoint Đà Nẵng, một điểm đến hấp dẫn, chốn mong về mới của người thành đạt, đang mở ra từ sự chuyển mình không ngừng của thành phố Đà Nẵng. Centripoint Đà Nẵng, tâm điểm phồn hoa giữa thành phố đáng sống nhất Việt Nam.